Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu cây nanh hồ giả hàng bọc mạ vàng mẫu đầu dòng nhé thì cái mẫu nanh của mình hôm nay thì là mình sẽ làm về cái cây nanh hàng xưa cây nanh của mình nó là hàng giả lên nước đấy thì cái mẫu của mình hôm nay là mẫu mạ vàng mẫu mạ vàng bọc đầu dòng thì là chất liệu thì sẽ được làm từ đồng xong rồi mình sẽ mạ vàng 18k lên đó còn chất liệu của cây nanh thì nó sẽ được làm từ bột xương và men y tế. Đó, thì uh, men y tế thì nó sẽ khi mà chúng ta làm lên ý, thì cái phần men các bạn nhìn qua nó sẽ rất là giống thật luôn. Nó giống thật gần như là tuyệt đối luôn. Đó. Còn về phần nanh thì sẽ chất liệu làm bằng bột xương các bạn nhé. Bên mình cũng đã làm đẹp như thật rồi. Nếu như các bạn mà không chuyên thì nói thật là các bạn nhìn qua các bạn cũng không thể biết được đó là một cái nanh giả. Nếu như mà mình mình không quay clip mình không nói ở đây. Đó, trừ vì các bạn là các bạn chuyên rồi thì các bạn mới biết được. Còn nếu như các bạn không chuyên thì các bạn khó có thể nhận ra được đó là một cái nhanh fake đó nó rất là đẹp luôn. thì về cái mẫu mà bọc đầu dòng mạ vàng này bên mình có nhận ra công bằng bạc theo yêu cầu của từng khách hàng nhé. thì ví dụ như các bạn mà không muốn bọc bọc mạ vàng thì các bạn có thể bọc bạc cũng được. đó. thì các cái dòng mẫu này bên mình có rất là nhiều mẫu nanh đó thì ví dụ như các bạn không muốn bọc nanh xưa thì các bạn có thể bọc sang mẫu này khác cũng được, bên mình cũng có. đó. cảm ơn các bạn.